Cố lên anh Hoàng ơi, chỉ cần nhảy ăn thôi, tự nhiên ra 6 rồi. Có mỗi việc đấy mà anh cũng làm được. Không, mấy con đấy thì không trượt nổi rồi các bạn ơi. Quệt một tí vào hai không nhỉ? Được rồi, ngon rồi, hai này chắc chắn có đường riêng. Tôi nhìn từ nãy rồi. Học sách anh Hoàng ghép vào 8 thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà ghép 8 xong thì hai nó chạy như nào tôi không biết nữa. Vâng, cửa thủ này tĩnh mà chúng ta tưởng là mạng lác luôn. Đấy hơ. Vâng, lần thứ hai chết cái các bạn ạ. Nào, hình này có làm được không? Một lời thôi anh Hoàng ơi. Và ngày hôm nay trên màn ảnh của chúng ta đã được nhìn thấy một cái mái tóc rất đẹp của anh Hoàng, cùng với đó là logo 30 size trên ngực áo của anh. Và có lẽ là nhờ vậy và có lẽ là nhờ vậy mà tóc anh Hoàng ngày hôm nay nhìn đẹp hẳn. Tôi chưa cắt ở 30 size bao giờ đâu, nhưng mà có lẽ là cũng sẽ đi thử để ủng hộ cho một cái thương hiệu của Việt Nam và một cái thương hiệu sẵn sàng tài trợ cho một cái tay cơ tài năng như thế này để ra nước ngoài thi đấu. Rồi các bạn ơi, dễ lắm rồi. À quên mất, không được nói gì. Ô, cảm ơn 30 TV Trendy. Thiệt không vậy bồ? Tặng một năm cắt miễn phí có thiệt không vậy bồ? Chỉ còn hai con bi trước khi tỷ số được quân bình một đều. Rồi, chắc chắn là một đều các bạn nhé. Ai cá gì tôi cũng cá. Chắc chắn sẽ là một đều. Tình huống vừa rồi nó sẽ rơi khoảng vào 11 giờ các bạn ạ. Và đương nhiên rồi, một cái đường đẩy cúp thì lúc nào cũng là một cái đường mà nó rủi ro hơn là với một, là so với việc chúng ta cắm xòe. Thấp đầu gậy kèm mắt phê đó ạ. Luôn luôn là rủi ro hơn. Ồ, anh Hoàng điều ra cái má hơi nặng các bạn ạ. Ok. Rồi, con bị cái tách thành băng rồi. Nhưng mà con này tôi cảm thấy là cứ hơi sao sao nha. Vâng. Ok, anh Hoàng chỉ ra điểm đấy thì tôi thấy yên tâm rồi. Chứ còn để mà bảo đánh dựng đứng thẳng lên so với góc vào của nó thì không ổn. Ồ, cảm ơn bạn khán giả Vinacom GIF. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho web thể thao. Trời ơi, sao anh Hoàng của tôi cứ điều vào những cái má này nhỉ các bạn nhỉ? Thề luôn với các bạn là tôi ghét cái má này kinh khủng. Và lại cái con bi mục tiêu lại có màu nâu nữa. Ok rồi. Cái từ ma thiền nó là nghĩa là sao hỏa các bạn ạ. Và con này nhấn một cái và ăn trí lỗ giữa là xong. Ma thiền có nghĩa là người sao hỏa các bạn nhé. Hai một. Tình huống này phải phá chết tầm 6 bi.
789 phun cửa lỗ. Ồ, tìm được đường con bi số 8 vào lỗ góc này. Bi số 3 đi ra. Rồi, được, được rồi. Cảm ơn khán giả Ngân Dương Wooden với cái lời nhắn là chúc Hoàng gặp nhiều may mắn và ủng hộ team Ly Cà Phê. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Trời ơi, điều ra má này thì không có đường rồi các bạn ạ. Điều ra má này bị cò tay cái bi số 6 kia thì lấy đâu ra một cái đầu gậy để mà rằng 1 đến 2 băng ra con bi số 3 và lock bên tay trái phía xa đây. Chắc lại thủ thôi. Tôi thấy thủ là một cái phương án khá ổn. Vâng ạ, vẫn tôi thấy anh Hoàng Sao vẫn tiếp tục gồng. Vâng, thủ rồi. Được, tạm được. Tình huống này nếu mà còn đường đánh con bi số 2 thì đánh thôi. Còn nếu mà không có đường riêng thì A băng. Rồi, ở đây đang tính đường A băng rồi đây. Để xem nào, nếu mà ở trong tình huống này tôi sẽ A băng và cái khi mà con bi cái đi ra nó sẽ vào 1/3 bên phải của con bi số 2 để gạt con bi số 2 sang đầu con bi số 5. Nhưng mà có lẽ là Bijus đang tính cái đường là gót con 2 ngược lên phía gần con 7 thì phải. Vâng, đúng là như vậy. Hay quá. Và lại thêm một tình huống nữa, Hoàng Sao của chúng ta sử dụng đến cây gậy nhảy. Mày nghe biết rồi đấy. Thách Hoàng Sao nhảy bi thì cứ như thà là thách ai đó làm thơ vậy. Các bạn trả lời giùm tôi với. Liệu anh Hoàng Sao có thêm một cái highlight về nhảy bi cho riêng bản thân mình hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Có may mắn không nhỉ? Ok này các bạn này. Được. Ít nhất thì quyền chủ động vẫn ở trong tay của Dương Quốc Hoàng. Như vậy là anh Hoàng tìm được cái đường chém mỏng vào má bên phải của bi số 3. Có khi ăn được luôn này anh em này. Trời ơi, đỏ quá. Ra thế này là đỏ đấy các bạn ạ. Không phơi một tí nào luôn. Ở tình huống này mà người ta chặt băng được con bi số 3 vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh thì không có gì phải bàn rồi. Nhưng mà tôi thấy ra này là khá đỏ. Con này thì Bijus có lẽ là phải nghĩ lâu đấy. Từ nãy giờ chắc cũng phải được tầm 1 phút rồi. Nhưng mà cũng không thấy đả động gì đến từ tay cờ người Litva. Không, ra con bi số 3 này là đỏ rồi. Cái góc độ này để mà chém được con bi số 3 vào lỗ góc thì là người ta đánh quá chính xác, người ta quá hay mà thôi. Rồi, và có vẻ là muốn công rồi. Khi mà liên tiếp là nhòm con bi số 3 vào lỗ góc. Chắc là công thôi.
Trượt ngay. Ôi, cái trận đấu này hai cầu thủ có vẻ khá đỏ. Không biết là con bi số 3 có đường không. Hình như là còn. Nhưng mà cái góc độ để mà về được con bi số 4 là khá nặng đấy các bạn ạ. Đẩy cú lê hai băng thì nó lúc nào cũng là một cái gì đấy mà tôi rất là sợ khi mà đánh cái bàn này. Oh, cảm ơn khán giả Hùng Cù Huy, Cù Huy Hùng đã gửi tặng cho ekip của Web Thể Thao. Về cái kết quả trận thi đấu của anh Công Thành. Lại nhảy nữa à? Trời ơi, lại phải nhảy nữa rồi các bạn ạ. Về cái trận thi đấu của anh Công Thành thì các bạn chỉ cần liếc mắt một tí xuống cái góc bên phải màn này là các bạn thấy ngay nha các bạn nhé. Mình thì mình không sợ má cái như kiểu cái con bi đó. Mình chỉ sợ anh Hoàng là người đánh thôi. Ui, đúng là không nói gì thì họa sĩ Hoàng Sao vẽ một cái đường đẹp thật. Ok. Hóa ra là chỉ cần tôi giữ im lặng là mọi thứ anh Hoàng Sao làm được hết à các bạn. Ngon rồi, 3-1. Má này có nặng không vậy? Cái hình ảnh mà anh Hoàng lắc cái đầu quay sang nhìn con 7 nhìn nó rất là đáng yêu. Nào, một cú đẩy cú lê. Hai, đẳng cấp. Thực hiện cái đường con bi số 6 ra con bi số 7 cực kỳ là chính xác. Các bạn cứ yên tâm. Không có gì phải lo cả. Rồi bây giờ anh Hoàng ở trong vai một cái người thợ chăm chỉ đấy các bạn ạ. Nhặt từng con bi một để đến với con 9 cuối cùng. Thôi nói chung là cứ chờ ghép 2 với 5 xong rồi xem 2 như thế nào rồi tính tiếp nhé các bạn nhé. Không tính thời gian mà vướng gì. À, như vậy là Karom vào 5. Hơi cò tay ở con bi số 9. May mà tay cơ Dũng Quốc Hoàng có một cái cơ thể khá là dài. Đánh được anh ơi. Không biết là sau đó có 3 lỗ giữa hay không. Rồi mình xin đính chính lại nhé, cái trận đấu mà anh Công Thành đang đánh là một trận đấu chạm 9. Trận đấu Dương Quốc Hoàng là một trận đánh chạm 9. Và trận đấu anh Thiện đang đánh nữa thì nó là cùng một vòng. Ui, rất chính xác các bạn ạ, nhưng mà hơi bị mát tay quá. Trong cái tình huống vừa rồi thì Dương Quốc Hoàng hơi bị thoát tay quá. Tay hơi bon. Lại vẽ rồi các bạn ạ. Anh Hoàng Sao chuẩn bị vẽ một cái đường gì đấy này.
Cố lên anh Hoàng ơi, chỉ cần nhảy ăn thôi, tự nhiên ra 6 rồi. Có mỗi việc đấy mà anh cũng làm được. Hay da, không ổn rồi. Lại ra 6 ở cái tình thế như thế này. Con này chắc là đánh cúp 3 băng. Để điều con bi số 7 vào lỗ góc bên tay trái gần màn này. Tôi cảm nhận là nó vẫn còn đường, không bị lấp bởi bi số 9 đâu. Chứ còn để mà rút về thì nó rất dễ là vướng con bi số 8. Má cúp thì tôi hoàn toàn là yên tâm rồi. Không cảm thấy lấn cấn gì cả. Ồ, như vậy là cúp 3 băng ở điều 7 vào bên này. Ok. Tí nữa thì con bi cái nó hôn vào con bi số 7 và đứng dậm chân tại đó luôn. Hoàng Sao chỉ còn cách chiến thắng ở ván thi đấu thứ tư này 3 con bi nữa mà thôi. Ván thi đấu thứ 5, 3 con bi nữa. Ôi, anh Hoàng đánh những cái con đấy rất hay nhé các bạn nhé. Đánh những cái con mà thấp đầu gậy áp phê kèm áp phê nghịch đó ạ. Anh Hoàng đánh những cái con đấy nó rất là mượt. Đấy, anh tôi là cứ phải cu lê trơn này này các bạn này. Cú lê gì đấy, ít ít áp phê thôi. Đúng rồi, ai thắng trận này sẽ vào vòng 64 người ạ. Chính xác. Ok, ok, 4-1, 4-1. Số 2 này, thơm rồi các bạn. Như vậy là người ta chọn một cái đường đánh sát băng. À, chọn một cái đường đánh thoát tay. Để con bi cái nó quay trở về cái vị trí như bây giờ đây. Rồi, có cò tay không? Có cò tay cũng phải đánh con bi số 3 này ăn đã. Bi cái ở giữa bàn là ngon lắm rồi. Tốt. Hình bắt đầu là càng ngày càng được cởi ra rồi. 4, 5, 6 là bi cái cứ ở giữa bàn là đẹp. Cú này chắc là đánh 2 băng để ra 6 thôi. Một băng dài bi cái đánh con bi số 5 xong. Bi cái chạy một băng dài bên tay trái và sau đó ra một băng dài bên tay phải phía trên lỗ giữa. Phía gần màn ảnh của chúng ta đấy ạ. Ồ, như vậy là có một cái má để mà giữ được cái lực luôn. Một băng là đủ. Hay. Và nó không va chạm với con bi số 7. Đây là nhánh thua anh em ơi. Anh Thiện đang đánh rồi ạ và không lên bàn TV. Trời ơi anh em ơi, chỉ được một bàn TV người Việt Nam thôi. Cũng phải để dành cho những anh em khác nữa. Bây giờ thì đang được cái giải đấu này đang được tổ chức tại Đức. Cho nên là ví dụ như người Đức thì người ta cũng sẽ thích là tay cơ nước chủ nhà được lên. Rồi, có một con 9 để tỷ số lên thành 5-2. Hoàng Sao, Thiện Lương và Công Thành. Công Thành đang thắng cái trận đang đánh đấy ạ. Nói chung là cả ba anh thắng cái trận mà các anh đang đánh là sẽ vào vòng 64 người. Đi một đoàn 5 người Việt Nam. Có 5 người Việt Nam sang mà được 3 ông vào là tỷ lệ cao đấy các bạn ạ. 60%. Thế là ngon rồi. Cuối tháng này.
thì mình sẽ qua 181 Trần Quốc Vượng để chơi cùng với các anh của mình. Có ăn được bi số 1 không đấy? Không ăn bi số 1 rồi các bạn ơi, được. Con này thì tôi nghĩ là Hoàng Sao nhảy chứ không A Băng. Vâng, vừa nói cái là lóc cóc là lấy gậy nhảy ngay. Không, mấy con đấy thì không trượt nổi rồi các bạn ơi. Quệt một tí vào hai không nhỉ? Được rồi, ngon rồi, hai này chắc chắn có đường riêng. Tôi nhìn từ nãy rồi. Học sách anh Hoàng ghép vào 8 thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà ghép 8 xong thì hai nó chạy như nào tôi không biết nữa. Hay. Thế mới gọi là táng chứ. Táng con bi uy tín thật. Hay. Nào con này không biết là thấp đầu gậy thì có qua được mặt con bi 7 không. Tình huống này đánh 3 xong mà nó va vào giữa mặt 7 là hơi bị tai nạn đấy các bạn ạ. Cho nên là tốt nhất là nếu mà va 7 thì nhớ phải va đẹp. Hãy va đẹp đi. Ok. Nhưng mà lại ra thêm một tình huống nho nhỏ nữa ở con bi số 6. Với cái việc mà con bi số 7 nó ra như vậy thì nó vừa thu hẹp lại một chút cái góc độ để ăn con 6 mất rồi. Không, con 6 này thì chỉ là con bi khó thôi, chứ vẫn có thể ăn được. Cái má của nó mà nó nhìn được xuyên qua khe 7-9 là thoải mái chứ các bạn. Anh em không phải flo, Hoàng Sao thắng ván này chắc luôn. Kích thước cho lỗ góc là 10.2 các bạn nhé. Còn ở cái lỗ giữa thì người ta thường làm to lên 3 ly, 3mm đó ạ. Thì nó sẽ khoảng 10.5. Và nó khác những cái bàn thi đấu chúng ta thường thấy ở Việt Nam là bởi vì cái lỗ của nó là được mở hình chữ V, chứ không phải là mở hình chữ U. Thông thường những cái bàn mà chúng ta hay đánh ở Việt Nam tại các câu lạc bộ thì nó là bàn chữ U. Nào lực. Rồi. Anh Thành Ốc là người Hải Phòng thì có lẽ bây giờ chỉ có nhờ thần hoa cải thôi. Khấn cho anh ý. Được đấy các bạn này, ngon, hay rồi. 6-3. Được. Sáu ba rất tốt. Đấy, cái má bi số 3 này tôi thấy cũng không đẹp cho lắm. Lại phải đẩy cu lê à? Không biết là có rằng ngang sang bên băng dài bên tay phải được không? Để xem anh Hoàng đặt đầu gậy nào. Vâng ạ, đã thấp đầu gậy như vậy anh Hoàng tự tin với một cái cú giằng ngang.
tốt. Ngon rồi các bạn ạ. 5 con bi trên bàn. Bây giờ đánh từ 4 ra 5 thì đánh lại đưa con bi cái ra giữa bàn thôi. Sau đánh một băng ra bi 7 cùng lỗ. Rồi ok. Cú này chắc là vẫn đánh một băng ra được. Rồi như vậy là điều 2 băng ra bi số 7. Tốt lắm rồi anh ơi. Anh em không phải sợ, chắc chắn là Hoàng Sao thắng ván này rồi. Cái hình bi dễ như thế này mà anh Hoàng Sao không đi được hết thì không phải là anh Hoàng mà tôi biết nữa. Ok. 8-5. Nào cân hay chém đây. Rồi đầu gậy thế này chắc là cân rồi. Ở đây rồi. Đây chứ là đâu nữa. Xin nhẹ cái game các bạn ơi. Và anh Hoàng Sao bước vào cái bàn thi đấu để chốt đốt con bi số 9 này. Gương mặt của anh Hoàng ngày hôm nay nhìn rất sáng. Lý do là bởi vì anh cắt tóc tại 30 Shy và Dương Quốc Hoàng chính thức ghi tên mình vào vòng 64 người. Xin chúc mừng Dương Quốc Hoàng. Một ván đấu, một cái trận đấu mà Dương Quốc Hoàng nhập cuộc cực tốt. Nhưng sau đó kể từ sau cú Golden Break thì Dương Quốc Hoàng hơi loạng choạng một tí thôi. Còn phía bên kia đối thủ của anh cũng bị cái trạng thái như vậy.